Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 10 tháng 3, bà Samantha Power, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID cho biết, nhờ sự nỗ lực của các nhà ngoại giao, hai bên đã hỗ trợ xác định hài cốt quân nhân Mỹ và bộ đội Việt Nam. Đồng thời, Mỹ cũng đã giúp cho Việt Nam xử lý và giải quyết các vật liệu chưa nổ, đồng thời hỗ trợ xử lý sạch dioxin ở nhiều vùng đất tại Việt Nam. Bà Samantha Power cho biết, tại sân bay Biên Hòa, các chuyên gia của Mỹ đã và đang làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam để làm sạch hơn 500.000 mét vuông đất đã bị nhiễm chất độc dioxin. Lượng đất này đủ để lấp đầy 200 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. USAID đã công bố kết quả giai đoạn 1 của dự án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa. Theo đó, bàn giao cho quân chủng phòng không không quân Việt Nam 29.383 mét vuông, tức gần 3 hecta, tương đương 19.320 mét vuông đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21,5 ppt theo đúng thiết kế được phê duyệt. Bà Power cũng chia sẻ, trong chuyến thăm này, USAID công bố tài trợ thêm 73 triệu USD cho giai đoạn tiếp theo của dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hợp đồng, một công ty xử lý môi trường Mỹ sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trượt tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay. Giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 mét vuông đất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 mét vuông đất và trầm tích ô nhiễm dioxin. Bên cạnh đó, USAID cũng sẽ tăng gấp đôi viện trợ nhằm cải thiện cuộc sống đối với người khuyết tật tại Việt Nam. Trong một chương trình khác, trong các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, được thông tin tại họp báo là sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper cho biết Mỹ sẽ mang công nghệ ADN tốt nhất, tiên tiến nhất đến Việt Nam, giúp các cơ quan y tế và giám định lại tại Việt Nam khai thác công nghệ để khớp với những mẫu ADN đã phát hiện, với hy vọng giúp người dân Việt Nam tìm được con em mình đã hy sinh trong chiến tranh. Ngoài chia sẻ về công nghệ, ông Knapper cho rằng Mỹ cần hỗ trợ chính phủ Việt Nam và các nhà nghiên cứu tiếp cận nguồn dữ liệu được Mỹ phát triển cho phép khai thác thông tin để xác định hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Tổng giám đốc USAID Samantha Power cho biết Mỹ có thể áp dụng những kinh nghiệm tích lũy ở Bosnia và một số quốc gia châu Phi vào nỗ lực phân tích ADN và tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời học tập kinh nghiệm ở Việt Nam để hỗ trợ các quốc gia khác. Tin tức